Xin chào tất cả mọi người đã và đang theo dõi kênh YouTube Điện Độc Đáo. Trong video clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái tủ than nâng mini trong gia đình. Thì ở đây mình đã vừa mới đấu xong. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Thì trước hết là mình giới thiệu về cái tủ này. Đây là cái tủ ở phía ngoài tủ, Đây là cái nguồn đèn báo là 225V. Thì cái này là mình xài cái điện áp là 220 nha. Trước hết là mình giới thiệu về cái phần tủ trước. Thì mình sẽ mở ra, mở tủ ra. Đây là phía bên trong tủ. Đây là cái phần đấu nối của cái đèn nguồn, đèn bấm nguồn. Ở đây, đây là chúng ta sẽ có cái quạt, quạt tán nhiệt. Hai cái CB là cái CB 2B16A và CB 1B6A. Một cái bộ nguồn 220V/24. Đây là những con rơ le kính để điều khiển. Rơ le kính điều khiển cái mạch nha. Đây là cái cốt lõi của cái tủ điện, là cái biến tần GD20. Vào một pha ra ba pha ha. Đây là cái hệ thống. Còn phía bên đây là cái lọc bụi thôi. Phần dưới này là cái domino đấu nối. Thì mình đã đấu nối ra hầu hết các cái chân rồi. Ở đây thì còn bốn cái chân là mình chưa có đấu nối nè. Thì bốn cái chân này là cái chân của cái đèn báo. Thì một lát mình sẽ chỉ cho các bạn là cái đèn nào ha. Thì ở đây là cái đầu tiên là bên đây là hai chân này là hai chân cấp nguồn. Hai chân cấp nguồn 220. Một pha 220 đây. Ba chân này, ba chân mình đã đấu dây đỏ, vàng, xanh. Đây là ba cái chân của motor, motor ba pha ha. Và một pha ra ba pha. Rồi hai cái dây là nâu và xanh là của cảm biến, cảm biến từ. Thì đây mình xài hai con cảm biến từ ha. Giờ mình giới thiệu cái phần ở bên trong này trước. Ở bên trong này, đây mình sẽ đấu nối bên trong này, mình sẽ rỡ ra đây ha. Thì mình sẽ sử dụng các cái cổng là S1, S2, S3, S4 luôn ha. Và cổng cơm để điều khiển. Đây là phần đấu nối, phần đấu nối bên trong. Rồi bây giờ là kết nối ở bên ngoài nè. Kết nối bên ngoài thì bên ngoài đây là mình sẽ nhất là về cái động cơ. Đây là mình sử dụng cái động cơ 380 nè, ba pha, ba pha 380 đấu sao. Thì ở đây mình dùng hai cái cảm biến từ, đây, hai cảm biến từ Autonix BRT18 8DO, cái mã của nó. Đây là các cái dây mình đã nấu nối ra, mình sử dụng dây nhiều sợi. Ở bên này là cái nút nhấn nè. Đây là nút khẩn. Đây là cái nút đỏ, nút nhấn đỏ này là nhấn xuống nè, than đi xuống, và nhấn xanh là than đi lên. Và hai cái đèn báo là đèn báo đỏ là đi xuống và đèn báo xanh là đi lên. Thì ở đây hai cái đèn báo này mình chưa có đấu dây. Cái chỗ nãy mình nói các bạn ở trong cái tủ nè, chỗ nãy mình nói là phía bên đây nè, là mình chưa có đấu dây này, mình chưa có đấu dây này vào. Thì ở đây là có một cái hệ thống công tắc hành trình. Thì đây là cái hành trình ở dưới, ở phía dưới đó. Ở trên này là cái hành trình ở phía trên, tức là cái giới hạn dưới và cái giới hạn trên, giới hạn dưới, giới hạn trên. Và bốn cái hành trình còn lại là bốn cái hành trình tốc độ. Tức là ở đây mình sẽ chạy là hai cấp tốc độ. Từ ở phía dưới này nè. Đây, từ ở phía dưới này
thì chạy lên thì nó sẽ tác động vào cái hành trình này, nó sẽ chạy tốc độ cao, tức là từ dưới là nó sẽ chạy tốc độ chậm, lên đây tác động tốc độ cao và sau đó về tốc độ chậm và dừng lại. Tương tự thì từ ở trên lầu đi xuống, thang từ trên lầu đi xuống thì nó sẽ chạy tốc độ chậm, sau đó nó sẽ tác động và chạy tốc độ cao và chạy tốc độ chậm rồi dừng lại. Đây. Thì về đấu nối thì mình đấu nối ở đây là cả hai cổng luôn, cả hai cổng là thường mở và thường đóng, cái nào cũng như vậy, cả 6 cái thường mở thường đóng hết. Bây giờ để hoạt động được cái mạch này thì mình trước tiên là mình sẽ mở thì ở đây là mình mở cái nguồn rồi, mở nguồn này bên tầng có nguồn vào rồi, quạt cũng đang quay đây. Thì bây giờ mình sẽ phải tác động hai cái cảm biến từ, tức là hai cảm biến từ này là cái cảm biến từ của cửa, tức là ở cái cửa của thang nâng, cửa ngoài đó. Nếu mà cửa ngoài này đóng lại hết thì nó mới cho hoạt động. Cho nên là ở đây mà để hoạt động được thì mình phải là tác động nó. Ở đây mình dùng cái cây vít nè. Các bạn thấy khi tác động là cái đèn đỏ nó sáng. Tương tự ha. Tương tự thì ở phía trong này nè. Ở phía bên trong này. Các bạn thấy nè. Là cái đèn nó nháy nè. Đèn này là của cái thứ hai nè và của cái thứ một. Cả hai cái nè. Cả hai cái sáng luôn. Đây. Cái đèn nó màu xanh hơn, nó khó nhìn xíu. Thì ở đây là mình ở phía ngoài nè, là mình đã tác động từ cảm biến từ bằng cái vít rồi. Bằng cái vít của mình để cấp nguồn cho mạch đó. Lúc đó thì cái mạch này nó mới hoạt động được. Cái mạch mà ở ngoài đây nè. Này mới hoạt động được. Thì chúng ta sẽ nhấn, chúng ta điều khiển bằng việc là nhấn nè. Thì ban đầu là nó sẽ chạy cái tốc độ chậm. Thì ở đây mình chạy chỉ có 12,50 Hz thôi. Để biến tần hoạt động, động cơ mình đang quay nè. Các bạn thấy nó quay ha. Thì bây giờ khi mà nó lên tác động là nó tác động hai hành trình một lượt nha. Nhưng mà ở đây thì hai hành trình một lượt. Giờ trước hết là mình sẽ cho nó dừng cái đi. Trước hết là mình sẽ cho nó dừng cái. Lý do là cái này bình thường nãy giờ là mình chưa tác động cái hành trình ha. Mình cho nó dừng nữa theo cái quy trình. Theo quy trình thì ở phía dưới lên là nó sẽ tác động chất hành trình này trước. Làm chất hành trình này đang ở cái chế độ là bị tác động rồi. Vậy thì mình sẽ để nó đây là nó bị tác động, mình sẽ giữ nó luôn, mình sẽ giữ nó ha. Giờ mình sẽ tác động vào nè. Thì khi tác động này thì ở trong này nè, cái đèn nó sẽ nháy đây ha. Đây mình tác động nè. Bây giờ mình muốn là mình vừa tác động mình vừa bấm nút luôn ha. Bây giờ mình muốn đi lên nè. Đây là hành trình dưới nè, muốn đi lên. Nhấn nút nè. Ok, thì nó sẽ hoạt động. Đây biến tần. Biến tần chạy nè. 2,5. Và động cơ ở phía ngoài đây chúng ta sẽ hoạt động nè. Động cơ đang hoạt động ở cái tốc độ thấp. Thì khi nó chạy lên trên nè, tác động vào hai cái này luôn nha, nhưng mà mình tác động từng cái cũng không sao. Đây thì nó sẽ qua qua cái thứ nhất nè, tức là nó tác động qua cái thứ nhất. Đây.
rồi tác động qua cái thứ hai. Tác động qua cái thứ hai thì lập tức này nó sẽ thay đổi. Thay đổi cái tốc độ, tốc độ giờ là 20 hẹp ha. Ở đây là do mình cài ha, cái hẹp này do mình cài thôi. 20. Các bạn thấy là ngoài đây là cái động cơ này. Động cơ nó quay nhanh hơn hồi nãy. Quay nhanh hơn hồi nãy. Giờ bây giờ khi nó chạy lên, khi chạy lên nữa. Đây, khi chạy lên nữa thì nó tác động vào cái cặp này. Cặp này tác động này. Tác động đây thì nó tiếp tục tác động ở đây ha. Tức là nó chạy qua luôn, nó chạy qua luôn. Về tốc độ thì này nó chạy qua luôn, nó chạy qua luôn, nó không có dừng lại ha. Thì đây nó sẽ giảm tới lại là 12,5. Thì động cơ chúng ta sẽ quay quay chậm lại. Đây, quay chậm lại. Đây. Xem cái đèn nó hoạt động. Đèn này nó đang sáng. Thì là nó chạy thuận ha. Chạy thuận. Rồi bây giờ từ dưới mà nó chạy từ cái giới hạn dưới rồi giờ nó lên giới hạn trên là nó sẽ dừng lại nè. Lên giới hạn trên nó tác động nè. Các bạn thấy là nó chỉ cần giảm gì không nè. Và cái động cơ của mình thì nó dừng lại nè. Thấy không? Cơ mình dừng lại. Ok. Thì bây giờ cái lúc nãy là mình bấm là lên. Đèn này không sáng là mình chưa có đấu điện nha. Vì mình có rất ít thời gian để làm. Thì bây giờ là mình sẽ tác động là cái hành trình trên. Tức là bây giờ là cái hành trình trên nó đang được tác động nè. Đấy. Là nó sẽ ngắt hết. Đúng không? Khi nó ngắt. Đây. Khi hành trình trên nó tác động rồi, mình sẽ nhấn tiếp là cái đi xuống ha. Ok, mình nhả ra, trả về chỗ cũ. Thì các bạn thấy là nó sẽ chạy tốc độ chậm nè, từ trên đi xuống, từ trên đi xuống. Nãy mình tác động cái này nè. Trên đi xuống là 12,5. Ở đây là nó quay chậm. Bây giờ tương tự thì mình sẽ nó xuống thì nó sẽ tác động cái này. Cái này sau đó nó tác động cái này. Cái này là nó một cặp nó đi gần nhau ha. Thì nó sẽ tăng lên cái tốc độ cao là 20. 20. Thì này nó sẽ quay nhanh hơn. Này quay nhanh hơn này. Và khi nó xuống hai cái hành trình này, nó tác động vào hai cái hành trình này thì nó sẽ giảm lại. Đây nó giảm còn 12 nè, 12,5. Đây bạn thấy là biến tần quay nè. Nó chậm hơn nãy. Vì cái tốc độ, cái hẹp đó mình cài nó chưa có mắc, chưa có maximum. Cho nên là các bạn không có thấy được cái sự là dao động nó lớn như thế nào. Ở đây mình chỉ test thôi. Thì khi nó tác động với hai cái này rồi thì nó xuống cái hành giới hạn dưới nè. Giới hạn dưới là nó sẽ dừng lại. Ok. Đây là nó sẽ dừng lại. Và giới hạn dưới này nó có thể là giữ nguyên ha, nó tác động đây luôn. Không cần phải ở đây là mình test thôi. Đây mình thấy là cái biến tần nó hoạt động. Đã dừng lại. Động cơ ngoài đây là dừng. Động cơ dừng. Động cơ này là động cơ giảm tốc nha các bạn. Động cơ giảm tốc đó. Rồi. Và ở đây thì mình khi nhấn cái khẩn này thì mình tác động vào những cái nút này thì cái biến tần nó không hoạt động. Không hoạt động, lên xuống thì cũng không được. Này mình có khóa chéo hết rồi. Khóa chéo hết rồi. Này mình
khóa chéo những cái thuận nghịch nó hết rồi. Thì đây cái thuận nghịch chạy qua biến tần này nó không chạy ha, không chạy khi mình nhấn, ví dụ mình đang ở phía dưới nè mà mình nhấn xuống nữa, đang ở phía dưới nè tác động rồi mình nhấn xuống nữa thì nó cũng không hoạt động ha. Đơn giản, rất là đơn giản thôi. Đây là cái mạch mà mình đã lắp và sắp đưa vào sử dụng, sắp đưa vào sử dụng trong gia đình. Thì hôm nào đó mà có cái dịp thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đấu nối về cái con cảm biến này ha. Thì nó cũng đơn giản thôi, đấu nối cảm biến này nó cũng không phải là khó lắm. Cảm biến này là cảm biến sử dụng nguồn DC mình lấy từ cái bộ điều khiển đó luôn, từ cái bộ điều khiển cho cái dàn rơ le kính này là tất cả là 24V hết các bạn, cho cái sự an toàn trong quá trình và thao tác. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem cái video giới thiệu của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh, nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh phát triển nhé các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần tới ha.